Đây là chiếc Subaru ngày mai anh khách chuẩn bị có một chuyến đi xa. Thì chiếc xe này hôm nay vào khanh để phủ chống đinh trên vỏ xe. Thì phủ chống đinh trên vỏ xe nó là một giải pháp giúp cho nhà mình có thể di chuyển an toàn trên mặt đường và không lo lắng đến vấn đề đinh đâm vào. Đinh đâm vào thì chúng ta không nhất thiết phải rút ra liền, và nó sẽ tự liền và chúng ta không cần vá. Đã lúc nào rảnh thì chúng ta rút ra thôi. Và trong video này thì khanh muốn chia sẻ thì để có một chuyến đi xa thì ngoài cái việc là trang bị cho chiếc xe một bộ vỏ chống đinh giống như anh khách đang trong video này, thì chúng ta phải cân chỉnh áp suất xe cho đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đã, đây là chiếc Subaru 2024 anh cũng mới lấy thôi. Thì để biết được áp suất vỏ xe của mình bơm bao nhiêu, đây là ngay trụ B. Đây, quý anh chị có thể coi. Đây là áp suất vỏ xe nè. Thì áp suất vỏ xe của Subaru mâm 17 2560R17 thì nếu mà chúng ta đi chỉ có 3 người thôi thì bánh trước là 2,3 kg, bánh sau là 2,2 kg. Quý anh chị nhớ rõ giúp giùm khanh nha. Còn nếu mà chúng ta đi full tải thì bánh trước vẫn là 2,3 kg và bánh sau là 2,3 kg, tức là nó chỉ lệch nhau một tí. Đây là áp suất ở cái thể trạng là nguội, tức là bánh xe nó không nóng. Thì khi mà bánh xe nóng lên thì nó vẫn cho phép chúng ta lên 0.2 đến 0.3, maximum là nó lên 0.3 thôi. Thì có nghĩa là chúng ta bơm 2,3 kg thì nó có thể là khi mà chạy nóng ở đường cao tốc nó lên maximum là 2,6 kg. Thì đây là áp suất cho phép của nhà sản xuất. Đó, còn bánh xe dự phòng thì quý anh chị nhớ là chúng ta bơm 2,9 kg nha. Đó, đây là những cái thông tin rất là quan trọng để chúng ta có một cái chuyến đi an toàn. Tại sao mà khanh dùng từ là chuyến đi an toàn? Bởi vì khi mà chúng ta bơm áp suất đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra thì cái quãng đường thắng của chúng ta sẽ ngắn nhất. Đây là yếu tố ít anh chị nào quan tâm. Rồi, khi mà chúng ta có một cái quãng đường thắng ngắn nhất thì nó sẽ giúp cho chúng ta lái xe tiết kiệm xăng nhất. Rồi, chúng ta đi một cái vỏ mềm thì nó sẽ hao xăng và nặng lái. Chúng ta đi cái vỏ cứng thì nó sẽ bị ồn. Đó. Ngoài ra nếu chúng ta đi vỏ mềm thì cái việc ăn vỏ xe sẽ ăn hai cái mép bên ngoài. Đây, hai cái mép bên ngoài. Đó, hai cái mép này. Còn nếu mà chúng ta đi vỏ cứng thì nó ăn cái mép đi chính giữa, nó ăn mòn ở chính giữa. Thì hai điều này dẫn đến là chiếc xe của chúng ta cái bề mặt bám lên mặt đường nó sẽ ít, dẫn đến là chúng ta sẽ có một cái quãng đường phanh dài. Đó, điều này không có tốt thì chúng ta hãy làm đúng theo quy định của nhà sản xuất họ đưa ra để cho chúng ta có một chuyến đi an toàn, một cái mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất và cái thời gian sử dụng của cái vỏ xe của chúng ta là dài nhất. Cảm ơn quý anh chị luôn quan tâm theo dõi các video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở nhiều video sau nha.